trụ 15 thương hiệu ô tô nổi tiếng và gần 120 mẫu xe, trải đều các phân khúc từ xe phổ thông đến xe hạng sang, xe thể thao. Nhiều công nghệ an toàn mới và một số mẫu xe tương lai đã được trưng bày tại triển lãm này. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 28 tháng 10. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu thanh tra thành phố Hồ Chí Minh